Chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người mình sẽ ăn mì hầm mì gà ác, mì tiềm gà ác nha mọi người. Đây. Đây là tô mì của mình. Mì ở dưới đây. Có rau thôi. Đây, mì tiềm gà ác nha. Ăn với chấm nước mắm ớt. À, bên đây là mình có một cái tô dâu để ăn tráng miệng. Đây là tô gà ác của mình đây, mì tiềm gà ác nha. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha, ăn buổi trưa nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người ăn nha, mì tiềm gà gà ác nè mọi người. Gà ác nó đen thì mình sẽ mặc cái áo màu đen cho nó phù hợp. Ngon quá. Củ sen. Có sợi. Củ sen giòn mà ngọt. Chấm nước mắm. Ngon. Ngon quá. Mình ăn lẩu này với cải tầng ô với lại cải bắp thảo mọi người. Mì tiềm gà ác ngon mọi người ơi, ngọt quá, nước rất là ngọt.
Cái này nó giòn giòn. Củ sen hả? Củ sen nó giòn ngon. Ăn ngon. Không có ngán. Chưa giòn. Thích ăn. Củ sen nữa, hạt sen nữa mọi người. À, cái đùi gà. Đùi gà ác. Có nhiều người rất là sợ con gà ác này mọi người. Nhưng mà ăn được rất là ngon. Ta thấy màu đen người ta sợ không dám ăn. Ăn được là ngon, ghiền lắm. Thịt nó dai. Hôm nay là khoai mì. Giòn ngon.
được ông xã cho cái này. Đây nữa nè. Ngon quá, rất là ngon. Mình mời mọi người uống ly nước cam nha. Mình sẽ ăn cái trái này. Cái này là rau câu trái vải. Ăn thêm trái dâu. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bữa ăn của mình hôm nay rất là ngon. Vị súp thì vừa ăn, ăn với mì. Và mì thì nó có mùi vị rất là, mì trứng á thì nó bùi bùi. Ăn với gà thì kết hợp cái món này rất là bổ dưỡng. Cảm ơn mọi người đã xem. Chào tạm biệt mọi người.